bác mua chỉ tiết kiệm được có 2, 3 triệu, 4 triệu. Hay là chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Quân Tâm Vũ. Thì tiếp theo lại thêm được một câu hỏi của khách là án Giang quân 4 ván 1,5 phân đấy, tài chính em 10 triệu thì có làm được không? Thì xin thưa với bác rằng chưa bỏ qua giá tiền, nói về cái quy cách của một chiếc sản phẩm, của một chiếc mặt bàn án Giang mà hàng chỉ quân 4 ván 1,5 phân thôi ấy, không đúng theo cái tiêu chuẩn làm hàng của Đồ Gỗ Gia Vũ, nhà em không làm các bác nhá. Nhà em không làm, không phải là nhà em chê tiền mà ở đây không đúng theo cái tiêu chuẩn là hàng khuôn 5 ván 2 của nhà em đấy. Mà khi đưa những cái hàng đó ra sản phẩm ra ngoài thị trường, các bạn đưa cái sản phẩm đó ra ngoài thị trường mà không may nó bị nứt, nó bị cong vênh do cái tính chất của gỗ, mà chỉ đảm bảo được là những cái đơn hàng đó mình làm đấy với cái giá tiền đó mà không may nó bị nứt ra như vậy thì nó ảnh hưởng với danh tiếng, ảnh hưởng đến cơ sở cực kỳ nhiều. Nên là để đảm bảo được cái danh tiếng, để đảm bảo được cái chữ tín và cái chất lượng sản phẩm đến các bác ấy, thì nhà em đã thiết kế ra cái bộ tiêu chuẩn là hàng khuôn 5 ván 2 coi nhá, hàng khuôn 5 ván 2. Đặc biệt là những cái sản phẩm mà các bác muốn đặt như là hàng gỗ vụ, gỗ hương đỏ, gỗ giỏi, là những cái hàng, những cái dòng gỗ ấy chịu nhiệt nó hơi kém, thì các bác phải đảm bảo cho em là hàng ván phải 2 phân coi nhá, hàng ván 2 phân. Tại vì các bác ở trên thị trường ấy, rất nhiều các bác đi hỏi trên thị trường là hàng ván của người ta chỉ có 1,5 phân, và thậm chí có bác khách ở đây đấy, là mua hàng ván 1,5 phân nhưng mà cơ sở người ta sản xuất ra đấy, người ta giao cho các bác mà các bác sử dụng xong và không may bị nứt toác như này, giờ đo lại nó chỉ có 1 phân đấy. Các bác có thể nhìn thấy đây là một trong những cái bác khách mà nhắn tin cho em và hỏi cách em xử lý khi cái hàng ván nó bị nứt này như thế nào, thì nó cực kỳ là nguy hiểm. Và các bác biết đấy, cái hàng đồ thờ, nội thất phòng thờ hay là án gian thờ, dập thờ, nó mang một ý nghĩa tâm linh cực kỳ là cao. Mà khi các bác sử dụng hàng mà không may nó bị nứt ra như vậy, các bác thấy nó như thế nào? Nó không giống như hàng đồ thờ, nó không giống như cái hàng bàn ghế đấy, những hàng nội thất ở phòng khách mà các bác thích thay là thay, thích bỏ là bỏ, các bác nhá. Nên là em vẫn đưa ra cái tiêu chuẩn đóng hàng cho các bác là hàng khuôn 5 ván 2 phân các bác nhá. Và có một số bác khách là đi hỏi hàng đấy, đi hỏi cái giá tiền để tham khảo ấy, thì em sẵn sàng em báo giá cho các bác thôi. Nhưng mà các bác lại có một cái kiểu hỏi rất chi là thiếu tin sự kiện, là các bác chỉ hỏi là cho tôi hỏi là cái hàng án Giang dài 2m17 chân 14 thì giá nó bao tiền đấy. Thì rất nhiều những cái cơ sở người ta báo với các bác là có 11 triệu 10 triệu hay là 12 13 15 triệu đấy, thì các bác vào xem, các bác ưng hàng, các bác mua về xong các bác sử dụng thì các bác bị nứt như thế này, rồi các bác mới người ra là cái tiêu chuẩn ở bên trong của nó nữa, như cái hàng mặt ván, cái hàng khuôn tranh ấy, cái thang xà hay là cái thang kỹ thuật đóng nó như thế nào thì các bác hoàn toàn không biết. Và những cái nào mà các bác không biết thì người ta sẽ giảm giá thành của những cái đó xuống đấy. Ví dụ như cái hàng ván người bác không hỏi thì người ta làm cho các bác chỉ hàng 1 phân 1 phân 2 1 phân rưỡi đấy, thì giá thành nó sẽ giảm đi rồi. Với những cái hàng mà mộng thường không phải là mộng thắt đấy, hệ thống thang xà của họ sẽ ít hơn với hàng mộng thắt thì giá thành của họ cũng sẽ giảm đi các bạn nhá. Và cái chất liệu là 100% một chiếc bàn thờ đó được làm bằng gỗ hương đá hoặc làm bằng gỗ đỏ thì nó giá thành nó sẽ cao hơn so với những cái thang bàn được làm bằng gỗ lim, các bạn nhớ nhá. Thang bàn bằng gỗ lim sẽ rẻ hơn rất nhiều so với những cái thang bàn hệ thống thang xà bằng gỗ hương đá hoặc là bằng gỗ đỏ. Và cái thứ hai và cái tiếp theo là cái kỹ thuật đóng với những cái hàng mộng thường đấy, những cái hàng mộng thường người ta chỉ có vọng vát mấy một vát nhỏ nhỏ này đặt vào phần vai đấy, xong gõ và người ta sẽ bắt bu lông vào thì cái giá thành của chiếc bàn đó thì cực kỳ là rẻ. Và những cái bàn được làm bằng mộng thắt coi nhá, là mộng thắt theo lối mộng cổ từ ngày xưa đấy, giá từ trên xuống thì bên trên càng nặng thì bên dưới, bên trên nó càng nặng thì bên dưới nó càng chắc chắn đấy, nó giằng cố với nhau cực kỳ là chắc chắn. Và em nói rất nhiều về cái mộng thắt này rồi, rất nhiều mộng thắt này rồi, và giá trị và cái kỹ thuật để làm ra chiếc mộng thắt này nó sẽ cao hơn so với hàng mộng thường kia. Đấy, nên là các bác phải hiểu rõ được những cái quy cách đóng, những cái độ dày độ mỏng của một chiếc bàn thờ để làm ra một chiếc sập thờ hay là một chiếc bàn thờ án Giang đẹp, ưng ý, hợp mẫu mã của mình và hợp với cái tiêu chuẩn có thể dùng lâu dài được coi nhá. Chứ các bác mua chỉ tiết kiệm được có 2, 3 triệu, 4 triệu, hay là các bác nào mua những cái sập thờ đắt tiền mà các bác tiết kiệm được 5 triệu, 7 triệu mà dùng những cái hàng nó mỏng, dùng những cái hàng kỹ thuật đóng nó như kiểu hàng chợ đấy, hay là cái nước sơn của các bác nó thiếu, thì lúc đó các bác
mua hàng xong và về những cái năm tháng sau này thì các bác phải chịu những cái hậu quả cực kỳ là không hay. Đấy, nên là các bác đi mua hàng, các bác chỉ cần nhớ kỹ cho một điều là hàng đồ thờ, nội thất phòng thờ, các bác nhớ kỹ là phải đóng hàng nó dày dặn lên, các bạn đóng hàng dày dặn lên theo đúng cái tiêu chuẩn của đồ gỗ Gia Vũ là hàng ván 2 phân, khuôn 5 phân, vai 6, bản là 10 phân, hoặc là các bác có thể làm những cái bản là 8 phân hoặc là bản 10 phân ở phần vai, và ván cổ phải là 2 phân, 2 phân là 2 cm, các bác nhớ kỹ nhá, 2 phân để đảm bảo được cái hàng của các bác có thể sử dụng được lâu dài, để cái đồ thờ phải yên lành các bác nhá. Thì cảm ơn các bác xem hết video này, và các bác đừng quên rằng comment xuống những cái câu hỏi để em trả lời những cái thắc mắc này gửi đến các bác nhá. Xin chào các bác.